Thầy chào tất cả các em. Để kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay đạt kết quả tốt với bộ môn ngữ văn, thầy cùng các em phân tích đoạn thơ sau. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Đồng chí. Trích đồng chí, chính hữu, dẫn theo ngữ văn chính, tập 1, nhà xuất bản giáo dục, năm 2012, trang 128. Sau đây, thầy cùng các em đi vào phân tích đoạn thơ này nhé. Mở bài. Giới thiệu tác phẩm, đồng chí, tác giả chính hữu. Hoàn cảnh sáng tác, đầu năm 1948, sau khi tác giả đã cùng đồng đội tham gia chiến dịch Việt Bắc. Thân bài, phân tích cơ sở hình thành tình đồng chí. Tình đồng chí bắt nguồn từ sự tương đồng về hoàn cảnh xuất thân của những người lính. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh ra đi từ vùng nước mặn đồng chua, tôi từ miền đất cày lên sỏi đá. Hai miền đất xa nhau, đôi người xa lạ, nhưng cùng giống nhau ở cái nghèo. Hai câu thơ giới thiệu thật giản dị hoàn cảnh xuất thân của người lính. Họ là những người nông dân nghèo. Tình đồng chí hình thành từ sự cùng chung nhiệm vụ, cùng chung lý tưởng, sát cánh bên nhau trong hàng ngũ chiến đấu. Súng bên súng, đầu sát bên đầu. Họ vốn chẳng hẹn quen nhau, nhưng lý tưởng chung của thời đại đã gắn kết họ lại với nhau trong hàng ngũ quân đội cách mạng. Súng biểu tượng cho nhiệm vụ chiến đấu. Đầu biểu tượng cho lý tưởng, suy nghĩ. Điệp ngữ, súng đầu bên tạo nên âm điệu khỏe, chắc, nhấn mạnh sự gắn kết, cùng chung lý tưởng, cùng chung nhiệm vụ. Tình đồng chí nảy nở và bền chặt trong sự chan hòa và chia sẻ mọi gian lao, cũng như niềm vui, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Cái khó khăn thiếu thốn hiện lên, đêm rét, chăn không đủ đắp nên phải chung chăn. Nhưng chính sự chung chăn ấy, sự chia sẻ với nhau trong gian khổ ấy đã trở thành niềm vui, thắt chặt tình cảm của những người đồng đội để trở thành đôi tri kỷ. Sáu câu thơ đầu đã giải thích cội nguồn và sự hình thành của tình đồng chí giữa những người đồng đội. Câu thơ thứ bảy như một cái bản lề khép lại đoạn thơ một để mở ra đoạn hai. Chỉ vẹn vẹn hai từ đồng chí đứng tách riêng thể hiện một cảm xúc dồn nén, chân thành và gợi sự thiêng liêng, sâu nặng của tình đồng chí. Đoạn thơ vừa lý giải cơ sở của tình đồng chí, lại vừa cho thấy sự biến đổi kỳ diệu. Từ những người nông dân xa lạ, họ trở thành đồng chí, đồng đội sống chết có nhau. Kết bài, khẳng định lại nội dung nghệ thuật của đoạn thơ. Trên đây, thầy cùng các em vừa phân tích đoạn thơ quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ, đồng chí. Chúc các em nắm vững kiến thức này và làm bài tuyển sinh 10 bộ môn ngữ văn thật tốt nhé.
Xin chào, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở những lần sau nhé. Xin chào, tạm biệt nhé.